Hi, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng toàn thể tất cả các bạn đã quay trở lại với trao đổi của nhóm MT nha. Rồi, lời đầu tiên cho nhóm MT gửi đến toàn thể tất cả các bạn có một ngày mới vui vẻ, đầy tiếng cười nha, niềm vui trong cuộc sống các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ đi farm với anh em đôi ba trận các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ đi farm với giới thiệu với tất cả các bạn một cái combo farm. Đó chính là một cái combo mình cảm thấy là khá khỏe và khá mạnh ở hand 10. Có một cái điều đặc biệt đó chính là cái combo này khi mà các bạn đi farm thì sẽ lợi dầu đen rất chi là nhiều anh em nhé. Còn ngược lại thì cái dầu hồng sẽ tốn đi rất nhiều các bạn ơi. Thì đây là một cái combo khỏe. Tuy nhưng mà có một cái điểm yếu đó chính là khi các bạn nếu như các bạn farm tổng thể thì các bạn không nên sử dụng combo này. Còn nếu như các bạn mà đang đi đi farm đanh, đi farm dầu đen ấy các bạn, mình khuyên tất cả các bạn là các bạn sử dụng combo này các bạn nhá. Đây, ví dụ như mình đây hiện tại đang full hết dầu vàng rồi. Thì cũng không biết là đây theo đúng kiểu phong trào là tiền nhiều để làm gì đấy, đúng không anh em? Đấy, bây giờ dầu gần như là full hết rồi, không biết làm cái gì rồi, nâng cấp các thứ trong đây tối đa hết rồi. Bây giờ thì mình chỉ cần mỗi dầu đen thôi. Mình cần mỗi dầu đen để nâng lốt con kinh này các bạn nhá. Đây con kinh này còn thiếu một chút dầu đen nữa, nên chính bởi vậy là mình hôm nay mình đã quyết định sử dụng cái combo này. Đó chính là cái combo gì đây thì mình sẽ giới thiệu qua với anh em. Đây là một cái combo đánh dòng lửa các bạn nhé. Rồi, đây. Ở cái trận đầu tiên thì mình đánh có 7 7 con dòng lửa thôi và 6 con balon cũng như là 4 healer. Còn cái trận thứ hai thì mình nghĩ rằng là các bạn mang ít balon đi cũng được, mang vào thay vào đó các bạn mang đi 9 con dòng lửa thì mình cảm thấy là ok hơn, bởi vì dòng lửa nó khá ok anh em ạ. Rồi, các bạn sẽ mang theo cho mình đó chính là 4 bịch spell, 4 bình spell sấm sét các bạn nhé, một lộ và hai bình đóng băng. Rồi sẽ có các bạn hỏi là tại sao mình sẽ không mang đi những bình động đất, đúng không anh em? Bởi vì các bạn cũng có thể thấy rằng là hiện tại cúp của mình đang ở cúp 3090 thôi. Cúp này thì khi các bạn tìm ra thì các bạn hoàn toàn có thể tìm ra đó chính là nhà han 10 hoặc han 11. Thì nếu như han 10 hoặc han 11 thì cái tháp phòng không này các bạn nhé, tất cả các tháp phòng không của han 10, han 11 đều là hai bình sấm sét này có thể vỡ được. Trừ khi các bạn không zoom lên, các bạn không zoom lên các bạn lém thì sẽ bị xịt. Và nếu như các bạn zoom lên thì chắc chắn là hai bình sấm sét sẽ vỡ. Còn nếu như mà tháp phòng không của An 12 thì các bạn phải mang theo một bình động đất nữa. Chính bởi vậy chúng ta nắm bắt được cái điểm mấu chốt đấy thì chúng ta sẽ lợi được ra đó chính là hai bình băng đi, đúng không anh em? Hai bình băng đi rất lợi cho khi mà chúng ta đánh dòng. Bởi vì sao? Khi chúng ta đánh dòng thì chúng ta sẽ gặp những cái căn nhà của Hàn 10 có Infernal một tia này, rất khắc tinh với lại dòng, đúng không anh em? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cái quan trọng nhất là chúng ta sẽ đi tìm những căn nhà là có mục tiêu đó chính là dầu đen thôi, đúng không anh em? Ví dụ như nhà nào mà 3 4 nghìn dầu đen đấy, 3 4 nghìn dầu đen thì anh em quất luôn các bạn nhé. Vì nhà này Hàn 11 ơi, 3 nghìn mấy dầu đen kìa. Ui, tôi ra 11 rồi, ôi lỡ tay lại ấn mất rồi. Rồi gặp căn nhà này có 2.800 dầu đen thôi anh em ạ. 2.800 dầu đen cũng là thật ra là một cái căn nhà cũng gọi là thuộc hàng trung bình dầu đen, đúng không anh em? Nếu như mà các bạn ăn được hết rồi, trận này thì 2.800 dầu đen hơi ít nhỉ. Kiếm trận là 3.000 dầu đen các bạn nhé. Thì mình đang đi farm dầu đen. Mình muốn nói lại với tất cả các bạn, đây là một cái combo mà mình đang đi farm dầu đen các bạn nhé. Nên chính bởi vậy là mình sẽ tập trung vào dầu đen thôi. Mình không nhìn vào cái dầu hồng hay là gì nữa. Đây, một căn nhà của Han 10 11. Ây à, mắc của Han 11 à. Ây à, khỏe thế nhỉ. Đây là một căn nhà khá khỏe đấy các bạn ơi. Khá khỏe chứ không phải là khỏe nữa nhỉ. Rồi, mình sẽ cho Queen xuống đây này. Queen xuống đây rồi đây. Mình sẽ để mình xem bắt tháp phòng không ở đâu là. Mình sẽ bắt cái tháp phòng không này trước các bạn nhé. Đây, cái tháp phòng không của Han 11 này các bạn zoom thật to lên, lém hai bịch thôi. Đấy, hai bình thôi là sẽ tan được. Đấy, các bạn ơi. Chắc chắn là các bạn phải zoom lên nhá. Nếu như các bạn không zoom lên là các bạn sẽ bị tạch ngay đấy. Nếu mà các bạn để to quá là các bạn sẽ bị kiểu trên cao này này thì sẽ bị tạch rất chi là nhiều. Ui, kia kia con queen của mình. Rồi ôi, tưởng con queen của mình không làm được nhiệm vụ gì cơ, hóa ra là may nó vẫn còn quẩy được một xíu xíu. Ok, thì bây giờ thì còn một cái tháp phòng không này nữa thôi. Cái tháp phòng không này mình đang phân vân là không biết là mình có lẽ rằng là mình sẽ không đẩy con
mình sẽ không dùng set nữa các bạn nhé, bởi vì anh em có thể thấy rằng là cái tháp phòng không đấy thì có một cái điểm lợi rất chi là lợi là mình đang có con xe bò đúng không anh em? Có xe bò thì chúng ta có điểm lợi hơn rất nhiều rồi đấy, có xe bò liệu có đục được rồi, hay quá đấy, quan trọng nhất là có xe bò đã đục được vào cái tháp phòng không rồi đúng không anh em? Rồi đây bây giờ thì mình sẽ, ôi dồi ôi, gặp ngay cái tháp tuổi khí kìa, đen chưa kìa, rồi mình phải đóng băng lại thôi. Bây giờ thì các bạn phải thả ba lon cũng như là dòng xét xuống các bạn nhá. Rồi rồi bị mỏ chim bắt mất rồi, mỏ chim bắt thì các bạn đành phải lém bình này vào thôi, con queen đi mất rồi. Rồi còn bình sấm sét ở đây thì các bạn đành lém vào đây các bạn nhé. Rồi đấy, nhớ là các bạn khi các bạn vứt bình sấm sét thì các bạn nhớ là zoom là to lên, chứ các bạn nếu mà các bạn không zoom to thì mình cũng không biết phải làm thế nào cả, bởi vì nếu các bạn không zoom to thì các bạn xịt tạch. Ủa ôi, cái trận này mình bị thua là ở cái tháp thổi khí đây này rồi, đau quá, nhà đối phương khỏe quá nhỉ, Han 11 có khác các bạn ạ. Rồi cố lên xem nào, rồi cố lên, rồi kìa bắt được cái mỏ chim rồi, hay quá kìa. Rồi cố lên, bình dầu đen kìa, quan trọng nhất là cái bình dầu đen này lại đấy, thấy chưa đấy, cứ thế đi, ăn mỗi cái bình dầu đen này là xong, giỏi, ôi ngon quá đi, thế thôi còn cần cái gì nữa đâu đúng không anh em, cái quan trọng nhất là cái bình dầu đen rồi. Ôi đấy 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 đấy, làm trận này mình bị cái tháp thổi khí này nó khắc quá khắc tinh với cái đàn rồng luôn, nên là anh em có thể thấy rằng là tuy là đánh cũng khá ok rồi, nhưng mà khi chúng ta thả cái tháp thổi khí thì nó lại hơi bị ngược ngược cái chiều gió một tí ti, cũng rất khó, bởi vì nếu như chúng ta thả thì hướng này vào thì cũng bị vẫn bị dính cái tháp thổi khí thôi, còn chúng ta thả ngược hướng này cũng bị vẫn bị dính rồi, chắc chắn là không thể ăn được 2 sao rồi. Ok đi về các bạn nhá, dù sao thì trận này cũng ăn được 2.800 dầu đen, như vậy cũng là rất thành công rồi đúng không anh em? Hiện tại thì dầu hồng của mình với dầu vàng của mình hiện tại đang full, nên chính bởi vậy là mình cũng không biết làm gì đây, theo đúng kiểu phong trào là không biết dầu để làm gì đấy đúng không anh em? Bị âm lính nhá. Rồi mình hãy chỉnh sửa quân đội một tí đi nào. Rồi thiếu một ba lọ, à vẫn dư dư à. Thế, rồi dư thế này thì mình sẽ mang một con Wiza đi. Và mình sẽ sử dụng cái combo như trước thôi. Và các bạn nhớ xin quân hội cho mình các bạn nhé. Quân hội là một trong những cái điều mình nghĩ rằng là anh em nên cần. Hoặc là anh em đi farm thì cũng không cần cho lắm đâu, nhưng mà mình nghĩ rằng là khi các bạn đánh combo này thì mình khuyên tất cả các bạn là lên xin quân hội các bạn nhé. Ôi chết rồi, viết mỗi dòng xét anh em không biết là anh em có cho không đây. Rồi hiện tại thì mình đang giảm cúp xuống, anh em có thể thấy rằng là mình đang xuống còn 3.098 cúp này. Hôm nay hạ cúp nhiệt tình này, là hạ cúp liên tục này từ chiều đến giờ. Đấy, bây giờ mình mới đánh một trận đây, được 8 cúp. Rồi cảm ơn bạn Kenji nhá. Chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với cái trận thi đấu thứ hai luôn các bạn nhé. Rồi trận này thì mình sẽ mang hơi ngược với lại cái trận trước một tí ti, đó chính là mình sẽ mang hơn đi một con dòng lửa, bốn chú ba lon này. Thì cái anh em có thể thấy rằng là cái số lượng dòng lửa với lại số lượng ba lon thì nó tương tương nhau thôi, 4 với lại 6 với lại 7 với lại 8 thôi đúng không anh em? Trận trước thì còn những cái bình spell thì gần như là như nhau rồi, không không có cái gì khác cả. Rồi cố để anh em xem có anh em nào cho bình băng ở vào nhà hội không. À rồi, có một bạn cho bình độc rồi. Ok, bình độc cũng được các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ đến với trận thi đấu thứ hai anh em nhé. Các bạn có thể không đi Super Queen cũng được nếu như Queen các bạn yếu. Còn nếu như các bạn không đi Super Queen thì các bạn tăng cái số lượng rồng lên. Các bạn có thể mang đi 10 rồng. Còn không thì các bạn 10 rồng và thay vào đó thì các bạn có thể mang 10 rồng và 5 ba lon. Hoặc là thay vào đấy thì quả lại 9 rồng, hoặc là 9 rồng thì là sẽ được 10 ba lon thì phải. À không được 10 ba lon. 9 dòng thì cỡ được khoảng 8 ba lon. Ok, chúng ta sẽ đến với cái trận thứ hai với mình luôn. Đây là cái combo này thì mình nói thật với tất cả các bạn, đây là một cái combo đây, mình sẽ giới thiệu qua cho anh em. Nếu như mà các bạn đây huấn luyện nhanh nhá, đã là mất 2.700 279.000 dầu vàng rồi đúng không anh em? Quan trọng nhất là không mất một đồng dầu đen à.
Nếu như mà đây là hiện tại mình còn đang đánh vào cái khoảng giảm giá, nếu như không giảm giá thì cái combo này nó rơi vào cỡ khoảng tầm gần 400.000. Như vậy thì mình nghĩ rằng là nếu như với một cái combo mà đi farm tổng thể, với một cái combo đi farm tổng thể thì mình nghĩ rằng là đây là một cái combo không nên chơi. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như bạn được lãi dầu đen thì các bạn sẽ bị âm dầu hồng rất nhiều đúng không anh em? Nhưng mà nếu như các bạn đang bị tiền nhiều quá để làm gì? Tôi không biết nữa thì các bạn sẽ đi farm bằng combo này các bạn nhé. 3.500 này. Ngon thế nhưng mà nhà 212. Chúng ta cũng cần phải cân nhắc trước khi đánh vào một căn nhà nào đấy. Nếu như mà các bạn là đang đi farm thì các bạn gặp một căn nhà khỏe thì các bạn mình nghĩ rằng là các bạn nếu như các bạn tự tin rằng là sẽ lấy được nhà này hết 3.000 mấy dầu đen đúng không anh em? Thì các bạn sẽ quẩy thôi, còn nếu như anh em không tự tin cho lắm thì mình nghĩ rằng là anh em sẽ bỏ qua đi. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như anh em cứ cố tình đánh vào đi thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ bị âm rất chi là nhiều đúng không anh em? Rồi. Rồi mình sẽ đánh nhà này các bạn nhá. Một căn nhà khá khỏe. Ô, trận này mình không có xe bò rồi. Chết rồi, quên mất, mình đi về rồi. Cái nhà kia ngon quá mà lại không có xe bò nhỉ? À, đây, anh em đợi mình một xíu, mình sẽ lấy máy khác mình tự đôn thôi. Có lẽ rằng là anh em đang đang làm một cái gì đó nên anh em không, hoặc là anh em đang chưa có con máy bay hoặc balon nên anh em không đôn được đúng không anh em? Ơ rồi vừa nói xong thì bạn cái gì bạn đôn mất rồi. Đang định vào con hạc khác. Thôi đấy đấy anh em ạ. Khổ thế, đôi lúc buồn thế đấy. 2.600 kìa. Hơi tiếc nhỉ. Rồi. Anh em cũng có thể thấy rằng là hôm nay mình bình luận cũng không được chém gió cho ác cho lắm. Bởi vì sao? Bởi vì đợt này trái gió dở dời quá. Nên chính bởi vậy mà quay ra quay vào lại bị trúng gió. Ốm mất mấy hôm nay rồi. Nên là hôm nay cố gắng làm video cho anh em. Rồi, mình sẽ đi tìm mục tiêu nhá. Bởi vì mình đang đi farm dầu đen mà. Nên là mình sẽ phải tìm bằng được cho mục tiêu cho mình. Đó chính là dầu đen đúng không anh em? 2.400 dầu đen, thật ra là 2.400. Các bạn cứ đi farm, tập trung đi farm thì mình khuyên tất cả các bạn là tầm cỡ khoảng trên 2.000 là các bạn đánh được rồi. Nếu như các bạn tập trung chuyên môn và farm dầu đen. Và nếu như mà như mình ấy thì mình cũng không tập trung chuyên môn cho lắm nên là chính bởi vậy mình chỉ đánh được đôi ba trận thôi nên là mình sẽ cố gắng tìm ra được căn nhà nào. Ôi rồi 4.000 dầu đen rồi, ngon quá, đánh luôn các bạn nhé. Rất khỏe đúng không anh em? Rồi. Đây là một cái trận mà mình nghĩ rằng là khỏe bởi vì cái trận này thì các bạn sẽ không bắt được các bạn sẽ chỉ bắt được hai cái tháp phòng không của nhà người ta thôi. Ok. Bắt được hai cái tháp phòng không là cũng là ok rồi. Rồi mình sẽ bắt tháp phòng không này nhé các bạn nhé. Đâu cái tháp thổi khí ở đâu? Cái tháp thổi khí ở kia thì là ok rồi. Cái quan trọng nhất là rồi, ok. Mình sẽ cho kinh vào đây luôn này. Không biết là có lên cho queen vào không? Không, mình nghĩ là không lên cho queen bởi vì queen mình đang đi super queen đúng không anh em? Ok, thì mình sẽ cho queen đi hướng ngược lại từ chiều đằng này. Một con quy ra đi cùng kinh các bạn nhé. Rồi, cố đục vào đi là con xe bò. Rồi. Hay quá, bắt được cái tháp thổi khí rồi. Hay quá qua, cố thổi lên. Dòng điện ơi, cố thổi lên em, cố lên rồi hay quá. Rồi ôi quá hay dòng điện của tôi đúng không anh em? Rồi ơi, mỗi tội là bây giờ thì hết mất lộ mất rồi để chơi rồi. Bây giờ thì chị Queen này liệu có cân được tem không? Rồi đành phải gồng lên thôi đúng không anh em? Rồi ôi, nếu như có một bình chèo rào thì ngon quá trời luôn rồi. Thôi thì bây giờ chúng ta đánh sẽ đánh cái chiều ngược lại thôi các bạn nhé. Trận này thì mình nghĩ rằng là đây là một cái trận khó khăn nhưng mà cũng sẽ vẫn cứ quẩy các bạn nhé. Khó khăn thì chúng ta cũng vẫn phải quẩy thôi đúng không anh em? Rồi ném ba lon vào này. Rồi cân mình cân không tốt rồi. Nhẽ ra là cái rồi ôi còn có bom đấy chứ, đèn thế sao hết mặt luôn à. Rồi còn bịch độc này, bịch độc này thì có quân hội thôi, còn nếu như không không có quân hội thì cũng không làm gì cả. Nếu như có một bình băng thì ok hơn rất nhiều, băng lại cái tháp phòng không này đúng không anh em? Nhưng mà chúng ta đang đi farm này.
quan trọng nhất là chúng ta bắt được dầu đen này. Đấy, đấy chưa? Các bạn thấy không? Bắt được dầu đen đấy là coi như là ok rồi đúng không anh em? Đấy, còn bây giờ thì không quá quan trọng nữa, bây giờ chỉ còn 500 dầu đen thôi anh em ạ. Bắt được lốt con nhà chính này là gần như là xong rồi. Rồi. Ui. Rồi bắt được, chắc chắn là bắt được con nhà chính rồi. Ui rồi, hết dầu đen rồi thì gần như là bây giờ thì mình cũng không cần dầu vàng nữa đúng không anh em? Bởi vì theo như cái phong trào ấy, tiền nhiều để làm gì đấy, mình không biết nữa, bởi vì dầu vàng của mình hiện tại giờ đang full hết rồi này. Gần như là full hết rồi, bây giờ cũng không biết làm gì nữa rồi. Đấy, quan trọng nhất là mình đang đi farm đanh mà. Nên là cái quan trọng nhất là mình phải lấy được cái hết, gần như là phải gần hết cái lượng dầu đen của người ta bạn nhé. Rồi ok, thì hôm nay có lẽ rằng là video của mình đến đây thôi. Hẹn tất cả các bạn vào những cái video sau các bạn nhé. Nếu như anh em là mà hiện tại đang có dư dầu vàng mà anh em đang bị thiếu dầu đen để nâng cấp King Queen cũng như là quân đội trong nhà máy, thì các bạn hãy sử dụng cái combo này các bạn nhé. Cái combo này tuy là một cái combo tốn dầu hồng một tí ti, nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu như các bạn không cần đến dầu hồng thì các bạn đi farm tanh mà, các bạn hãy sử dụng cái combo này. Mình nghĩ rằng đây là một cái combo khá khỏe và khá ok. Có nhiều bạn sẽ thắc mắc bảo tại sao anh không chơi cái combo Wizardan hoặc là cung cung thủ đúng không anh em? Nhưng mà chơi cái combo đấy thì thật ra là một cái combo rất rẻ và tiện lợi, nhưng mà cũng có một cái điểm yếu, đó chính là khi các bạn gặp một căn nhà nào mà ví dụ như nhà mình, người ta không để, người ta thu hết dầu hồng vào bên trong này, các bạn sẽ rất khó mà đục được Wizardan vào đến khu trung tâm này đúng không anh em? Bởi vì Wizardan gần như là lên đến những tower cao thì đục rất khó mà clear nhà người ta đến được 2 sao, khá khó. Cái combo đấy mình nghĩ rằng là chỉ cấu rỉa ở ngoài thôi. Nếu như cái combo đấy mà các bạn gặp những nhà nào mà đang có những cái nhà máy hút tiên dược các thứ này mà gần như là mắc hết rồi ấy, thì các bạn sử dụng cái combo đấy, hoặc anh em có thể sử dụng cái combo là Goblin, cái con đi cướp ấy, cũng khá là ok. Nhưng mà đi cướp đấy thì đôi lúc thì cướp dầu đen rất khó các bạn nhá. Cái con đấy thì mình thấy rằng là nhiều năm mình chơi ấy, thì cái con đấy là cướp vàng mới lại cướp dầu khá ok, bởi vì mình thấy rằng là những cái mỏ mỏ dầu vàng này hay để ở ngoài, nhưng còn bình dầu đen thì ai cũng vậy, cũng như tất cả mọi người thôi. Bởi vì sao? Bởi vì dầu đen rất chi là quý đúng không anh em? Đấy, chính bởi vậy mà ai cũng muốn cất dầu đen vào sâu nhất vào bên trong, để cho khó bị cướp nhất đúng không anh em? Nên là hôm nay mình mới giới thiệu cho anh em, đó chính là một cái combo rồng đi farm dầu đen. Nhưng mà với một cái điều kiện là các bạn không được để ý và lưu tâm đến cái chuyện dầu vàng các bạn nhé, bởi vì đây là một combo cực tốn dầu hồng, nhưng bù lại thì sẽ không bị tốn một hạt dầu đen nào của các bạn. Đây, không tốn một một chút dầu đen nào và sẽ mang về cho các bạn dầu đen rất là nhanh thôi. Ví dụ như 2 trận mình cướp thì cũng đã cướp được 7 7k dầu đen rồi đúng không anh em? 6 mới lại 8 7k dầu đen rồi đấy. Cứ như thế thôi các bạn, nếu như các bạn chăm cày thì các bạn sẽ đánh tầm khoảng 20 trận thì các bạn sẽ mức 70k đanh rồi. Còn nếu như các bạn mà đánh được gặp những cái số may mắn hơn thì các bạn sẽ, hoặc là chịu farm hơn, hiện tại đang cường hóa đi, thì các bạn sẽ kiếm được đanh rất nhiều và các bạn sẽ mang về cho chúng ta, đó chính là những con king hoặc những con queen, những level cao nhất của chúng ta đúng không anh em? Hoặc là bên trong nhà máy thần chú gần như là mắc hết. Rồi, thì hôm nay video của mình đến đây thôi, không lại dài dòng và lòng vòng quá. Đúng không anh em? Anh em nếu thấy hay và nếu thấy video này bổ ích thì anh em hãy cho mình một like, một share và nhớ đăng ký kênh của mình để có những cái video mới nhất các bạn nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.